Chào tất cả anh em. Nay mình trên tay cập nhật nhanh tới anh em, hai em Zippo mới về ha. Bên phải là em Polis Đồng khắc chìm nữ thần tự do giơ cây đuốc. Nữ thần tự do Liberty ha anh em. Biểu tượng của nước Mỹ ha. Rất là ý nghĩa luôn. Còn bên trái là em Cà Ram Trắng khắc chìm logo của lực lượng hải quân Mỹ Navy nha anh em. Em này cũng rất là mạnh mẽ, ý nghĩa, nam tính ha. Anh em nào có nhu cầu tuyển hai em Zippo này thì cứ alo mình nha anh em. Số điện thoại mình trên tiêu đề clip ha anh em. Hai em này rất là ý nghĩa, sang trọng, giao cho anh em trên tay ha. Trên tay với anh em trước nha anh em, số điện thoại tiêu đề clip ha. Đây là em Liberty, nữ thần tự do ha anh em. Hai mặt luôn nha anh em, mặt trước mặt sau luôn ha. Nữ thần tự do, biểu tượng của nước Mỹ nha anh em. Lấy bằng ha. Zin hết nha anh em. Mới 100% ha, chưa hề đụng chạm em nó ha. Anh em về cứ chế xăng xịn vô là dùng ha. Rất là tinh tế sang trọng nha anh em, hàng full box ha, rất là nhảy lửa. Show kỹ anh em xem ha. Có nhu cầu xem hình ảnh em nó thì cứ vô trang Facebook mình nha anh em. Click vô đường link ngay dưới ô mô tả video clip xem ha. Liberty ha anh em, nữ thần tự do, Polis Đồng ha. Còn đây là em Cà Ram Trắng khắc logo của lực lượng hải quân Mỹ Navy ha. Cái mỏ neo rất là nổi tiếng nha anh em. Mặt sau trơn ha. Đẩy lõm nhanh nè. Zin hết luôn ha. Niêu 100%. Hàng Mỹ thì rất là nhạy lửa, độ bền cao nhanh nè. Trên là chữ Navy ha, ở dưới là cái mỏ neo trong cái vòng tròn có chữ United States Navy ha. Em này rất là mạnh mẽ ha, rất là ý nghĩa cho anh em sở hữu ha. Giá dưới ô mô tả video clip nha nè, kéo xuống mô tả video xem giá. Bên mình bao ship toàn quốc ha, bao test bao chất cho anh em thoải mái, anh em yên tâm ha. Yêu mến anh em đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn ủng hộ ha, đón xem những clip tiếp theo. Dập đầy thủ hết nha nè, giấy tờ kèm theo luôn. Rồi, chào tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ha. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.